Ngày nào em cũng muốn bên anh cũng như đam mê ngọt ngào. Đi nhìn vào bếp cũng là vì anh. Trời, sao rồi? Xong rồi. Xong. Được không? Tại vì tôi nghe người ta nói á, những người mà có người âm theo á là cũng có tảng tặng tăng năng dữ lắm. Ổn không? Tuyệt vời. Cái mặt của bà bây giờ giống Yên Cá Trình á. Tuyệt vời. Thôi chị, hay là chị cứ từ chối thẳng với người ta đi. Người ta thích chị nhưng mà chị không thích thì từ chối thôi, có gì đâu mà. Sao mà được. Em có biết không, người này có một cái mối quan hệ rất là rộng ở trong ngành giải trí. Đã mình phải làm như thế nào để cho người ta tự suy nghĩ, người ta tự rút lui, chứ làm sao mà từ chối thẳng thừng trước mặt người ta vậy được. Hồi xưa giờ toàn là đạo diễn đi dụ dỗ người ta thôi, bây giờ cái vụ mà đạo diễn bị người ta gạ gẫm là sao? Nói rồi sao hết? Được chưa? Cá Trình. Không được gặp tôi nữa. Mà hai người phải giúp tôi đó nha. Rồi. Em xin giới thiệu với anh, đây là Ngọc, còn đây là Thanh, bạn của em. Hai bà, anh Chinh. Dạ em chào anh. Em chào anh. Ủa sao em chào ai vậy? Không có gì đâu anh. Ngọc, rót nước cho hai anh đi em. Dạ. Em mời anh Chinh. Cảm ơn em. Em mời anh ạ. À, sao anh? Ôi, vậy hả? À, em xin lỗi nha. Ngọc, rót thêm nước cho ảnh đi em. Ảnh nói rất ít quá. Dạ, em mời anh uống nước. Em, nãy giờ các em nói chuyện với ai mà anh không thấy? Có phải là các em nói chuyện với cái ông đầu bếp mà ở chung với các em không? Bà Nhi, anh Chinh, anh quan tâm tới bà như vậy. Bà nói hết cho anh hiểu đi. Anh Chinh, anh có nhớ em đã từng nói với anh về mối quan hệ của hai đứa mình? Thực ra em rất là mong muốn hai đứa mình... Cái gì vậy Thanh? Tự nhiên có người đánh vô cổ em á. Anh à, anh ngồi đó anh uống nước đi. Anh không thấy đang nói chuyện với anh Chinh hả? Bất lịch sự quá à. Anh có giỡn nữa. Thực ra anh Chinh, anh có nhớ em đã từng nói với anh em có duyên âm không? Thế em có đi cắt chưa? Em đã đi chùa rồi, nhưng mà không có hết. Lần này không chỉ có một mình em thấy, mà cái nhà em đưa thế. Tuyệt vời. Chết rồi. Em không biết sao, dạo gần đây tự nhiên giọng của em nói ra, nó nói giọng đàn ông vậy luôn. Em khổ tâm quá anh xin ơi. Em đừng có lo, em đừng sợ. Để rồi anh sẽ lên núi thỉnh ông thầy xuống cắt với ông cho em. Cắt cái gì mà cắt? Người ta dễ thương như vậy mà cắt cái gì? Gì? Em sao vậy Di? Tôi không phải là Nhi, tôi là Tèo. Tôi có việc, tôi về nha mấy. Tôi về. Nhi, Trinh về rồi. Chị Nhi. Nhân ơi. Vậy là ông đã bỏ cuộc vậy lấy người rồi anh Nhân à? Anh lại tưởng là phải ăn cơm, chứ làm anh nấu món cơm ăn phụ nữa nè. Ha. Biết vậy thôi, đừng nấu món này anh ha. Nghe tên thấy ghê quá. Nhưng mà món này ở nhà rất là ngon. Không chừng em lại kêu anh nấu hoài nữa đó. Đặc sản. Đặc sản hả? Ừ. Vậy đợi em xíu. Tại sao người ta lại đặt là cơm âm phủ? Cái cơm này nè mà bán ở ngoài Huế hồi trước á, là giờ đêm không à, mà cái ánh đèn thì nó leo loét. Mà hồi xưa lúc còn mà thời quan vua chúa đó. À, là cái cơm này đã có từ lâu đời rồi. Lâu rồi. Và xuất xứ của nó là ở ngoài Huế. Ừ. Ừ. Nhưng mà cái điều em thắc mắc đây á, cái gạo này nè, tại sao nó còn có một cái màu vàng vậy ta? Gạo mầm của Việt Nam mình, họ tự trồng đó, giá này nó hơi đắt nhưng mà rất là ngon. Và cái đặc biệt là gạo mầm
không cần phải đem đi vo. Đem đi vo đi nó sẽ bị mất chất dinh dưỡng. Và thường họ hút chân không, họ rất là kỹ. Đó là loại gạo ngon đó, quý đó. Hay quá ha. Vậy là gạo này là giá thành của nó bao nhiêu anh? Anh nhớ không lầm thì chắc khoảng trên 100 ngàn một ký. Wow, gạo bình thường chỉ có mười mấy, 20, 30 thôi. Em thấy cái nước nó trong nè. Nước quá trong luôn. Nước trong chứ không phải là nước nó bị đục như bình thường. Mình cho một tí muối, em bắt lên cơm đi em. Dạ. Ở ngoài Huế khi mà họ làm món ăn này là họ cũng sẽ sử dụng gạo này luôn. Thật ra thì họ sử dụng gạo dẻo bình thường thôi. Nhưng mà ngày hôm nay anh thấy em có khách. Anh thấy cái loại này nó rất là tốt, rất là nhiều dinh dưỡng. Tốt cho người bệnh tiểu đường, trẻ em mà bị suy dinh dưỡng đó. Mình rang cái con tôm này lên. Không có cần phải bỏ dầu gì hết á. Bỏ sữa và trứng gà chung với nhau luôn. Wow. Đợi cho cơm ráo là mình bỏ vô đúng không anh? Anh Nhân à, vậy em đổ vô xong là em sẽ bật chế độ hâm hay là chế độ nóng? Cứ để hâm bình thường, để cho nó thấm vào trong cái hạt gạo á anh Nhi. Dạ. Thơm quá anh Nhân ơi. Lạp xưởng cắt về cho anh nha. Còn thơm, mình cũng cắt xéo xéo luôn. Nem nướng của cô bà ngon lắm á, muốn ngoài đồ đường. Em cũng thích ăn nem nướng. Tá xíu cắt cũng xéo xéo lắm vậy luôn. Rồi, bây giờ anh làm nước mắm. Vẫn là nước mắm đặc. Cho anh 3 muỗng, 6 muỗng nước sôi. Nước sôi luôn. Khuấy lên cho anh. Mặn mặn, ngọt ngọt. Nó thanh dịu. Chừng khoảng 1 muỗng cà phê phần nước cốt chanh thôi là được rồi. Phần ớt mình sẽ thả nổi lên trên. Mà Nhi biết không, một trong những nguyên tắc mà để ớt nổi lên trên là nước mắm nó kẹo thì nó sẽ nổi. À, còn nước mắm lỏng thì là sẽ bị gì? Anh Nhân nói đúng. Nếu hôm nay anh không nấu món này em không ăn chắc chắn em sẽ hối hận. Anh nói ngon mà. Đủ màu sắc quá Nhi ha. Cái món này giàu dinh dưỡng lắm đó. Củ nén và chả xào lên. Rồi cho hành vô. Giống như mỡ hành vậy đó. Nhưng mà mình sẽ làm khác đi một chút. Bây giờ mình bỏ cái lạp xưởng. Ta cái lạp xưởng hồi nãy là anh mua để còn sống mà. Nhi có biết làm sao biết lạp xưởng mà nó nhiều nạc hay là nhiều mỡ không? Nhiều nạc thì khi mà đụng vô nó sẽ cứng. Thường nó đặc, chứ nó không có màu trắng nhiều và nó mềm. Còn lạp xưởng tươi thì khác. Lạp xưởng tươi nếu em để càng lâu là nó sẽ bị chua nhiều hơn. Cái đó này mình phải biết. Cho lại một chút cái phần hành hồi nãy mình xào á. Mình cho vô. Cái phần hành này nữa. Cho một ít mè vô nữa. Rồi ớt Huế. Đi ra Huế, ghé chợ Đông Ma mà không mua ớt Huế là thua. Tại sao vậy anh? Ớt Huế ngon lắm hả? Kho cá rồi mà bỏ vô, nó rất là ngon. Thơm mùi xảo quá anh Nhân ơi. Mình nhìn y chang cơm chiên. Nó rời hạt ha. Vậy còn cái sữa hồi nãy bỏ vô làm chi vậy? Để cho nó mềm. Mềm hạt gạo hơn. Mềm hạt cơm hơn. Và nó béo hơn. Em thử có phải không? Thử chưa? Wow. Ngon thế anh Nhân. Dưa leo là mình để sen kẽ, ăn cho nó đỡ ngán. Đi anh ơi, ngon quá nè. Ôi, nhìn ngon quá, ăn thôi, ăn thôi. Ăn đi, rất là ngon luôn. Bé Ngọc ăn đi em. Đố hai người cơm này làm bằng cách nào? Ăn trước đã. Mỗi thứ một miếng nè. Lạp xưởng, cơm, thịt, rồi gì nữa? Xúc xích. Làm bằng xúc xích, nem. Ăn một miếng nước mắm ớt kìa mới ngon. Nước mắm này là cực kỳ kinh điển nha. Ăn chung với cơm rất ngon lắm. Đúng không? Nước mắm ngọt. Sao? Thấy sao? Cái này nó giống như là vườn cây của ba đó. Tôm thì thật dễ sợ nhưng mà trái nào cũng thật là dễ thương. Là sao? Là nhìn đồ ăn của anh Nhân rất là sợ. Là cái tên nó rất ghê. Nhưng mà ăn rất là ngon. Bà không nghe cái bài hát đó hả? Cái cơm này lạ quá ha. Là cái nét riêng của cơm này hay sao anh? Anh thấy nó hơi cứng cứng nè. Nó có cái mùi gì á? Không có. Sữa. Sữa hả? Cái này là nấu từ gạo ngon. Sữa mà cho vào cơm luôn hả? Đúng rồi. Lạ quá vậy. Lúc cuối mình đảo lên. Mặc dù là cái phong cách này cơm của nó khô nhưng mà ăn rất là dẻo. Hòa chuyện chung tất cả các món này. Ngon tuyệt vời.
Cho nên là bây giờ mình sẽ cùng ly. Cảm ơn anh Nhân vì cái món ăn ngày hôm nay. Và đặc biệt là tôi phải cảm ơn mọi người là ngày hôm nay đã giúp tôi vượt qua kiếp nạn này. 2, 3, vô. Mà sáng anh không hiểu sao mà em nói gì bỏ của chạy lấy người hay là người chạy bỏ của là sao anh không hiểu? Thì thật ra cách của em đơn giản lắm. Ê ba, không nhận anh Nhân nhìn á men lì vậy mà nhát dữ giờ bỏ chạy luôn á. Ủa bộ hai người không sợ hả? Làm cái vụ má cỏ gì đấy, mệt. Sao tự nhiên gió quá vậy? Thế giới của em vốn rất nhiều đàn ông, nhưng chưa từng suy nghĩ và xem lấy chồng. Ôi cuộc đời màu hồng. Baby, như bao ngày em vẫn thức dậy thật trễ, kéo cô bạn vô bếp vô cùng đam mê, chỉ nấu và ăn thôi. Oh yeah. Rồi ai kia mang bao món ăn ngon cho em bồi hồi. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đến cuối tuần. Ngày nào em cũng muốn bên anh cũng như đam mê ngọt ngào. Đi nhìn vào bếp cũng là vì anh. Người em yêu nhất làm em ngây ngất, là người khiến em biến trái đất thành thiên đường, thành vương quốc ngập tràn là nhan sắc.